Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn TASS, thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, các cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra tại các khu vực nóng như Kharkov, Kubiansk, Lozovaya, Sevesk, Kudakovo, Dzerzhinskysk, Selidovo và các vùng lân cận. Các nhóm tác chiến Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tiêu diệt sinh lực và phá hủy vũ khí trang bị của đối phương. Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây tổn thất cho ba lữ đoàn Ukraine tại khu vực Kharkov, loại bỏ gần 45 binh sĩ và phá hủy ba lựu pháo D30 122mm. Các cuộc giao tranh ác liệt tập trung vào các khu vực Lipsi, Ruskaya, Lozovaya và Volchanskye, Khutora. Nhóm tác chiến phía Tây báo cáo về một đòn tấn công thành công, tiêu diệt 460 binh sĩ Ukraine các cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới 14, 44 và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bị đẩy lùi gần các điểm nóng như Kupiansk và Lozovaya. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy 6 kho đạn, một xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất và nhiều pháo hạng nặng, bao gồm M119 và M198. Nhóm tác chiến phía Nam ghi nhận số thương vong cao nhất của phía Ukraine với 965 binh sĩ thiệt mạng trong một ngày. Các cuộc đụng độ diễn ra tại nhiều địa điểm như Sevesk, Kurakovo và Katerinovka. Lực lượng Nga đã phá hủy 4 kho đạn và một trạm tác chiến điện tử Anklav N. Nhóm tác chiến trung tâm tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine, gây thương vong cho 530 binh sĩ Ukraine. Các cuộc giao tranh ác liệt xảy ra quanh Selidovo và Beresky, 10 đợt phản công của các lữ đoàn cơ giới và lữ đoàn tấn công Ukraine đã thất bại. Bên cạnh thương vong về nhân lực, lực lượng Nga phá hủy 4 lựu pháo và nhiều phương tiện cơ giới. Nhóm tác chiến phía đông ghi nhận 105 binh sĩ Ukraine tử vong. Giao tranh diễn ra gần Storojevoje và Dobrovolye nơi lực lượng Nga cải thiện vị trí chiến thuật của mình. Trong số những thiết bị bị phá hủy có một xe bọc thép M113 và một hệ thống pháo tự hành Caesar của Pháp. Nhóm tác chiến Donetsk báo cáo đã loại bỏ 55 binh sĩ Ukraine và phá hủy ba kho vật liệu quân sự ở các khu vực thuộc vùng Zaporizhia và Kherson. Các cuộc tấn công được thực hiện xung quanh Pavloka và Kamysany gây tổn thất thêm cho quân đội Ukraine. Tổng cộng, Nga hạ hơn 2.100 lính Ukraine trong 24 giờ trên khắp các mặt trận. Còn tại mặt trận Kursk, kênh Military Summary đưa tin quân đội Ukraine AFU đang tháo chạy khỏi Lyubimovka. Cảnh quay bằng UAV Nga cho thấy binh sĩ Kiev đã hoạt rút chạy, vứt bỏ vũ khí, trang bị hạng nặng và xe cơ giới. Trong bối cảnh của các báo cáo về việc Nga bắt giữ hàng loạt binh sĩ Ukraine ở khu vực Lyubimovka, cảnh quay của cuộc tháo chạy khỏi vùng quốc nói trên của lực lượng Kiev đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Xe bọc thép phục hồi M88A2 Hercules vốn là một biểu tượng của sức mạnh kỹ thuật của quân đội Mỹ, giờ đây lại trở thành một phần của kho vũ khí của Nga. Được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị thiết giáp hạng nặng, Hercules đã chứng tỏ tầm quan trọng của mình trên chiến trường Ukraine, nơi mà cả hai bên đều đang giành từng mét đất ban đầu được chuyển ra cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng bảo trì và sửa chữa các phương tiện chiến đấu. Hercules đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của lực lượng Nga. Với khả năng kéo và nâng các xe tăng hạng nặng như Abrams, Hercules là một tài sản vô giá trên chiến trường, đặc biệt trong các tình huống mà các phương tiện bị hỏng hóc cần được sơ tán nhanh chóng. Tuy nhiên, sự cơ động và khả năng phòng thủ của Hercules cũng đã khiến nó trở thành một mục tiêu hấp dẫn đối với đối phương. Việc Nga sở hữu Hercules không chỉ là một chiến lợi phẩm quân sự mà còn là một minh chứng cho sự phức tạp và tính chất động của cuộc xung đột ở Ukraine. Về phía Nga, việc sở hữu Hercules có thể giúp họ cải thiện khả năng phục hồi các phương tiện bị hư hỏng trên chiến trường, đặc biệt là các xe tăng hạng nặng mà họ đã thu được từ Ukraine. Tuy nhiên, việc vận hành và bảo trì một loại phương tiện phức tạp như Hercules đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm cao, và chưa rõ liệu Nga có thể tận dụng tối đa tiềm năng của nó hay không. M88A2 Hercules là mẫu xe nồi đồng cố đá, do hãng BAE System chế tạo. Tuy ra mắt từ đầu thập niên 1990, nhưng hiện nay nó vẫn có giá tới 2 triệu đô la Mỹ. Chiếc xe này được xem như vị cứu tinh của xe tăng Mỹ. Năm 1961, quân đội Mỹ triển khai xe cứu hộ bọc thép chuyên dụng M88 Hercules vào môi trường chiến đấu. M88 được thiết kế để hỗ trợ xe tăng, kéo chúng ra khỏi vũng bùn lầy hoặc các chướng ngại vật khác, thậm chí dựng lại những chiếc xe tăng bị lật và quan trọng hơn là đưa xe tăng bị hỏng ra khỏi tiền tuyến đến nơi sửa chữa. M88A2 Hercules có lớp giáp bảo vệ dày giúp cho kíp lái gồm 4 người được an toàn trước súng máy hạng nặng và các mảnh đạn pháo của đối phương. Xe được trang bị động cơ Continental AVDS 1790 8DR diesel công suất 1050 mã lực, có thể kéo những phương tiện chiến đấu có trọng lượng lên đến 70 tấn ngày nay, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1, M1A2, Leopard nó có tời nâng hình chữ A và lưỡi ủi. Lưỡi ủi cho phép Hercules đào sâu xuống đất để đứng vững trong khi kéo những chiếc xe tăng gặp nạn. Tời hình chữ A cho phép Hercules nâng hoặc hạ tháp pháo hay động cơ xe tăng để sửa chữa. CNN mới đây đã công bố đoạn video ghi lại hoạt động của máy bay không người lái tầm xa Liuti thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU tấn công lãnh thổ Nga các nhà báo của hãng tin CNN đã dành 2 ngày đi cùng các chuyên gia DIU trong quá trình chuẩn bị cho vụ phóng hơn 100 UAV tấn công lãnh thổ Nga vào đêm 28 đến ngày 29 tháng 9. Đại diện của DIU tiết lộ, máy bay được lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào một kho đạn của Nga nằm tại Kutluban thuộc tỉnh Volgograd, khoảng cách đến mục tiêu là hơn 600 km. Theo đại diện của DIU, các tuyến đường bay của máy bay không người lái được lên kế hoạch từ một địa điểm bí mật. Máy bay không người lái Liuti có thể được lập trình với hơn 1.000 điểm định hướng khác nhau để tránh hệ thống phòng không của nga. Bên cạnh Liut'i, nhóm cũng sử dụng các máy bay không người lái khác, bao gồm cả mẫu Rabaka nội địa. Những máy bay không người lái này đóng vai trò ngăn chặn và chuyển hướng hỏa lực khỏi máy bay không người lái Liut'i. Trước đó, hồi tháng 5, Ukraine Pravda cho biết UAV tầm xa là vũ khí mà Ukraine sử dụng trong hầu hết các vụ tấn công của nước này nhằm vào cơ sở lọc dầu của nga trong thời gian qua. Theo hãng tin. Điều chính là câu trả lời của Ukraine cho UAV cảm tử Iran của Nga. Kiev và phương Tây nghi là xa hết mua từ Iran. Liều được cho là đứng sau tới 80% các vụ tấn công thành công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga, với nhiều mục tiêu nằm sâu hàng trăm km trong biên giới. Theo Ukrainska Pravda, liều tì có thể di chuyển tới gần 1.000 km, sải cánh dài gần 7 m và có thể mang lượng thuốc nổ 50 kg cả Ukraine và Nga đều không ngừng cạnh tranh nhằm tạo thêm những sức mạnh mới cho thiết bị bay không người lái UAV. Những thiết bị này đã thể hiện được rất nhiều vai trò, từ trinh sát, theo dõi, dẫn bắn, cho đến trực tiếp loại bỏ mục tiêu và hình thành những đặc điểm mới cho xung đột hiện đại. Ukraine đã đặt ra các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng. Kiev cũng xây dựng một kho vũ khí gồm các xuồng không người lái được sử dụng để tấn công hạm đội biển đen của Nga và các UAV tấn công tầm xa dùng để tập kích các cơ sở quân sự và năng lượng quan trọng sâu bên trong nước Nga. Sản lượng UAV của Ukraine ngày càng tăng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng quy mô cơ sở công nghiệp quốc phòng. Kiev từ chỗ gần như không sản xuất vũ khí trước xung đột đã chuyển sang sản xuất đạn dược mới với tốc độ cực nhanh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết các công ty quốc phòng của Ukraine hiện có thể sản xuất 4 triệu UAV một năm phóng viên chiến trường Nga Alexander Kos vừa qua đăng video từ thiết bị bay không người lái Doran cho thấy pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tập kích vị trí của quân đội Ukraine. Thời gian và địa điểm ghi hình cụ thể không được tiết lộ. Phóng viên Nga cho hay đây là hình ảnh đầu tiên cho thấy tổ hợp TOS-1A khai hỏa loại đạn mới. Tôi sẽ không nêu đặc tính kỹ thuật của nó vì thông tin chưa được công bố. Tuy nhiên, tầm bắn và diện tích bao phủ của loại đạn này đã tăng đáng kể nói rằng hệ thống TOS 1A nguyên bản chỉ đạt tầm bắn 6 km, buộc các kíp vận hành vượt quãng đường 3 đến 4 km để tới vị trí khai hỏa và dễ hứng chịu hỏa lực của đối phương. Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trên Telegram cho biết, rocket mới của TOS 1A Nga có tầm bắn tối đa 15 km, gấp 2,5 lần so với phiên bản gốc. Điều này giúp các tổ hợp pháo phản lực lùi xa tiền tuyến, tránh nguy cơ hướng đòn tập kích của Doran cảm tử Ukraine. TOS-1A còn được biết đến với cái tên Sonep, được xem là một trong những hệ thống vũ khí có uy lực mạnh nhất trên thế giới và là một quân bài chiến lược của lực lượng pháo binh Nga. Đây là hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS với 24 ống phóng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy được đặt trên bộ khung gầm xe tăng T-72. TOS-1A có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 6 km và phóng liên tiếp 24 quả đạn, bao phủ một khu vực rộng lớn với sức hủy diệt mạnh. Việc bổ sung thêm hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến càng củng cố vai trò quan trọng của TOS-1A trong tác chiến của các lực lượng Nga ở Ukraine. Trước đó, vào cuối tháng 7, một đoạn video do máy bay không người lái UAV quay đã cho thấy quân đội Nga sử dụng vũ khí nhiệt áp TOS-1A ngăn chặn các lực lượng Ukraine tấn công ở Volchan, Kharkov. Thời điểm đó, theo kênh Telegram North Queen do nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga điều hành, Cuộc chạm trán nói trên xảy ra ở miền đông Volchansk, một thị trấn nhỏ thuộc vùng biên giới Kharkov, đông bắc Ukraine, khi hai nhóm quân xung kích của Kiev nhằm tấn công các vị trí của các lực lượng Moscow. Trong video do camera hồng ngoại gắn trên UAV ghi, các binh sĩ Nga vận hành TOS-1A đã nã đạn nhiệt áp về phía các vị trí của quân đội Ukraine trước khi đối phương kịp ra tay. Kênh Nordwind tuyên bố quân đội Nga đã thực hiện sứ mệnh này thành công. Ông Denis Petrov, kỹ sư trưởng của Omchan Mart nói rằng chương trình nâng cấp bắt nguồn từ thực tế chiến trường khi pháo TOS-1A ngày càng hiện diện nhiều ở khu vực tiền tuyến thay vì chỉ ở tuyến sau làm nhiệm vụ yểm trợ như thiết kế ban đầu. Biến thể TOS-1A được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2001, ứng dụng nhiều cải tiến như tăng tầm bắn, bổ sung máy tính đường đạn và đặt trên khung gầm xe tăng T-90. Nhà sản xuất sau đó cũng chế tạo hàng loạt phiên bản mới như TOS-2 và TOS-3, tập trung tăng khả năng cơ động và thu gọn cụm ống phóng. Vừa qua, pháo tử hành 2S-7M Manka của Nga đã bị binh sĩ Ukraine thuộc tiểu đoàn hệ thống không người lái Nepesnakara, lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 phát hiện. Sau khi xác định tọa độ, phần tử bắn đã nhanh chóng được cung cấp cho khẩu đội pháo binh Ukraine gần đó. Hỏa lực tới mục tiêu đúng thời điểm một chiếc xe tải chở đạn đến, khiến cả hai phương tiện của Nga cùng phát nổ. Cơ quan báo chí của lữ đoàn 54 cho biết, có chiếc xe tải chở đầy đạn được dừng đỗ gần tổ hợp pháo tự hành 2S7M Manka, cả hai đã bị phá hủy cùng lúc bởi đạn trùm. qua clip do máy bay không người lái quay lại, tổ hợp 2S7M Manka nói trên có thể đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc ít nhất là mất khả năng chiến đấu. 2S7M Manka là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành 2S7Pion phát triển từ những năm 1980 và hiện giờ vẫn được coi là một trong những loại pháo mạnh nhất thế giới. Tổ hợp 2S7 gồm một pháo 2A44 cỡ nòng 203 mm đặt trên khung gầm xe bánh xích bọc thép. Khi được biên chế vào năm 1976, 2S7 trở thành loại pháo thông thường có uy lực lớn nhất thế giới. Ban đầu nó có tên gọi là Pion, nhưng sau khi được nâng cấp về khung gầm, động cơ, hệ thống nạp đạn và hệ thống điều khiển hỏa lực vào năm 1983, pháo được đổi tên thành 2S7M Manka. Những cải tiến đáng kể trên phiên bản 2S7M Manka bao gồm tích hợp động cơ mạnh mẽ không sai hiện đại. Các thiết bị điện tử mới hơn với hệ thống chỉ thị mục tiêu điện tử và nhận dữ liệu tự động. Ngoài ra, thời gian chuyển từ chế độ hành quân sang chiến đấu của 2S7M Manka giảm từ 10 xuống 7 phút, cơ số đạn tăng từ 4 viên lên 8 viên, cơ cấu nạp đạn mới cho phép nạp đạn khi nòng pháo ở bất cứ vị trí nào. Cải tiến trên cho phép tăng tốc độ bắn trung bình của pháo tự hành 2S7M Manka lên tới 2,5 viên mỗi phút thay vì chỉ 1,5 viên mỗi phút như trên biến thể cơ bản 2S7 Bion. Thậm chí gần đây, quân đội Nga còn tiếp tục thực hiện gói cải tiến mới trên pháo tự hành Manka. Phiên bản này thực chất phải được gọi bằng tên định danh 2S7M2, mặc dù trong văn bản chính thức không có gì thay đổi. Phiên bản 2S7 mới nhất được nâng cấp sâu về hệ thống điện tử, có thể nhận thông tin về mục tiêu từ vệ tinh, máy bay không người lái, máy bay trinh sát, các đội đặc nhiệm hoặc trinh sát pháo binh hoạt động bên trong lòng địch trên chiến trường Ukraine. 2 S-7M Manka là phương tiện chủ lực của pháo binh Nga nhằm chống lại các hệ thống pháo tự hành 155mm được phương Tây viện trợ lực lượng vũ trang Ukraine khi chỉ có vũ khí này có tầm bắn tương đương và hỏa lực đủ để áp đảo. Chính quyền Hà Lan vừa qua đã phê chuẩn việc cho phép Ukraine sử dụng những chiến cơ F-16 nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tờ Ukraine Form dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Breckenmans nói rằng việc Ukraine sử dụng những chiếc chiến cơ F-16 được nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga với mục đích phòng thủ là hợp pháp dựa theo luật quốc tế. Ông Breckenmans nói, Chúng tôi đã chuyển giao cho họ lô F-16 đầu tiên và những máy bay đó đang có mặt trong không phận Ukraine. Chúng tôi luôn nói rằng Ukraine cần tuân theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, luật quốc tế không có bất kỳ hạn chế nào về khoảng cách tấn công ở khu vực biên giới hay sâu bên trong lãnh thổ 100 km. Do vậy, chúng tôi cho phép Ukraine sử dụng các máy bay F-16 với mục đích phòng thủ. Các tiêm kích F-16 đó có thể được dùng để đánh chặn các tên lửa hay tấn công vào các sân bay của Nga. Đó là những mục tiêu quân sự và chúng tôi cho phép những chiếc tiêm kích thực hiện điều đó bên trong lãnh thổ hoặc không phận Nga. Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine 24 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất với tư cách là thành viên liên minh F16, gồm một số quốc gia thành viên NATO, Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp lần lượt 19 và 6 máy bay F16, trong khi các quốc gia khác trong nhóm gồm Bỉ, Canada, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển, Hy Lạp, Bulgaria và Pháp hỗ trợ huấn luyện cho phi công Ukraina. Theo giới phân tích, F16 chưa thể giúp Ukraina tạo chuyển biến trên chiến trường do số lượng còn hạn chế và quan trọng hơn là Kiev vẫn thiếu phi công để vận hành loại tiêm kích này. Việc cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine đã được Mỹ và phương Tây thảo luận cả năm qua, khiến cho việc tạo bất ngờ của loại vũ khí này trước quân đội Nga không còn. Thậm chí những thông tin về phiên bản F-16 chuyển giao, các loại vũ khí sử dụng hay thậm chí là nhiệm vụ chiến đấu của dòng máy bay này trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine AFU cũng không còn là điều bí mật. Cùng với đó, theo thông tin từ những sĩ quan quân đội Nga, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nghiên cứu và phát những cuốn sổ tay hướng dẫn cách phát hiện và đánh chặn F-16 tới tất cả các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, những khoản thưởng hàng chục triệu rúp cho bất kỳ quân nhân Nga nào bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên đã khiến máy bay này trở thành con mồi hấp dẫn trên chiến trường. Theo chuyên gia quân sự Mikhail Khodarinov, để đạt được hiệu quả chiến đấu tối ưu, AFU cần có số lượng máy bay F-16 đủ lớn để bao quát chiến trường. Điều này khó có thể đạt được trong ngắn hạn. Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok đánh giá, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ được giao cho máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine là ngăn chặn các máy bay tiêm kích bom mang bom lượn FAB tấn công các vị trí trên tiền tuyến. Dù đã tiếp nhận nhiều chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây, nhưng Ukraine vẫn chưa điều những máy bay này tham gia các trận không chiến với máy bay của Nga. Tờ Newsweek đưa tin, Ukraine đang tạm thời hạn chế sử dụng các máy bay chiến đấu F16 mới được chuyển giao trong các hoạt động tấn công chống lại lực lượng Nga. Thêm vào đó, không quân Ukraine sử dụng những máy bay này để bổ sung cho năng lực phòng thủ, nhằm chống lại tên lửa và máy bay không người lái Nga, giảm áp lực cho các hệ thống phòng không trên mặt đất. Ông David Jordan, một lãnh đạo của Viện Hàng không và Vũ trụ Freeman tại Đại học King's College London, Anh cho biết, mặc dù những đóng góp của F16 trên tiền tuyến còn khiêm tốn, nhưng nó sẽ rất hữu ích cho các hoạt động của không quân Ukraine trong tương lai. Ông lưu ý rằng trước mắt Ukraine nên sử dụng số máy bay F-16 hiện có để phòng thủ, giải quyết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong khi chờ đợi các đợt giao hàng tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện để các phi công làm quen với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư này. Ông Jordan nói thêm, Ukraine có thể đang sử dụng các máy bay phản lực thời Liên Xô như Su-24, Su-25 và MiG-29 để tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi những chiếc F-16 tạm thời ở phía sau. F-16 có khả năng thực hiện những cuộc tấn công tầm xa, nhưng thời điểm này Ukraine nên bảo toàn F-16 và để các máy bay phương Tây này cho giai đoạn sau. Ông James Black, Phó Giám đốc Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh tại chi nhánh châu Âu thuộc Tổ chức Nghiên cứu RAND cũng đưa ra nhận định tương tự. Việc sử dụng máy bay F-16 để phòng không giúp giảm bớt áp lực lên kho hệ thống phòng không mặt đất hạn chế của Ukraine. Theo ông, các loại vũ khí được phóng từ máy bay F-16 chẳng hạn như tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder hoặc tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 có thể tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng để chống lại một số mục tiêu đang bay tới. Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến Ukraine chưa thể triển khai chiến đấu cơ F-16 tham gia các trận không chiến với Nga là do gặp khó khăn trong việc đào tạo các phi công. Khi tiếp nhận F-16, các phi công lái chiến đấu cơ F-16 của Ukraine cũng đã phải thay đổi đáng kể cách bay trong một thời gian rất ngắn đây là một thách thức to lớn đối với họ khi các cuộc giao tranh ngày càng ác liệt. Ông Michael Bonnet, một chuyên gia về chiến tranh trên không tại tổ chức tư vấn REN cho rằng các phi công Ukraine buộc phải học lái F-16 trong một thời gian ngắn khiến họ không dễ dàng vượt qua những thói quen và kinh nghiệm cũ vốn ăn sâu trong nhận thức. Các phi công Ukraine chỉ được đào tạo khoảng 9 tháng tại Mỹ và một số nước châu Âu. Trong khi đó, các phi công phương Tây hầu hết đều được đào tạo trong 3 năm để thành thục kỹ năng vận hành chiến đấu cơ F-16. Nói cách khác, lực lượng không quân Ukraine đang phải trải qua một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, khiến các đối tác quốc tế của họ mất nhiều thời gian hơn để hỗ trợ. Nhìn chung, quân đội Ukraine phải thích nghi với vũ khí và phong cách chiến đấu mới theo các mốc thời gian bất ngờ và kết quả thì trái chiều. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Theo chuyên gia bonus quá trình đào tạo phi công vận hành một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới rất khó khăn vì nếu có điều gì đó không ổn, họ sẽ quay trở lại các thao tác cũ và cách xử lý tình huống cũ. Điều này có thể khắc phục được bằng cách dành nhiều thời gian hơn trên máy mô phỏng, nhưng quân đội Ukraine có rất ít cơ hội để làm điều này. Theo trang web chính thức của NATO, NATO.INT, Liên minh quân sự này đang tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên Stitfat bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 với sự tham gia của hơn 60 máy bay trong các hoạt động huấn luyện trên lãnh thổ Tây Âu. Cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần và bao gồm các máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ, tuy nhiên không có vũ khí thực nào được sử dụng. Steve còn có sự tham gia của khoảng 2.000 quân nhân từ 8 căn cứ không quân và nhiều loại máy bay, bao gồm máy bay ném bom, máy bay hộ tống, máy bay tiếp nhiên liệu cùng với máy bay trinh sát và tác chế điện tử. Năm nay, các hoạt động trong quân khu Steve Van Nul chủ yếu diễn ra ở không phận Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Vương quốc Anh và Biển Bắc. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, dân đại hạt nhân là nền tảng của an ninh của Liên minh. Theo đó, Steve là một bài tập quan trọng nhằm kiểm tra khả năng răn đe hạt nhân, gửi đi thông điệp rõ ràng tới bất kỳ đối thủ nào rằng NATO sẽ bảo vệ tất cả các thành viên. Trong cuộc tập trận hạt nhân trên của NATO đã thu hút sự chú ý của giới phân tích và chính trị gia Nga. Theo các chuyên gia được phỏng vấn bởi tờ Ivestia Nga, động thái này của NATO không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Moscow về sức mạnh quân sự của khối. Việc tổ chức cuộc tập trận gần biên giới Nga cho thấy NATO đang tìm cách khẳng định vị thế quân sự của mình trong bối cảnh địa chính trị ngày càng căng thẳng. Alexei Zhuravlyov, phó chủ tịch ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Hạ viện Nga, chỉ ra rằng cuộc tập trận có sự tham gia của Phần Lan, một quốc gia đã duy trì chính sách trung lập trong hơn 50 năm. Việc Phần Lan tham gia cuộc tập trận lần này có thể đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ của nước này, làm gia tăng nguy cơ từ phía Tây Bắc đối với Nga. Ông Zhuravlyov nói, mối đe dọa về một cuộc tấn công từ Phần Lan sẽ tăng lên đáng kể. Về phần mình, Konstantin Blokhin, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, cho rằng các cuộc tập trận của NATO không chỉ đơn thuần là một hành động quân sự. Chúng nên được xem như một phần trong chính sách của khối nhằm thể hiện năng lực hạt nhân của Nga. Chuyên gia Blukhin bình luận, rõ ràng là phương Tây đang cố gắng tăng tỷ lệ đặt cược trong cuộc chơi này. Ông Blukhin cũng cho rằng phương Tây đang tìm cách thể hiện họ sẵn sàng làm điều không tưởng, thậm chí là phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn để bảo vệ Ukraine. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Dmitry Konev nhận định khu vực tổ chức cuộc tập trận đã được lựa chọn một cách cẩn thận nhằm thể hiện sức mạnh của NATO. Cả Nga và phương Tây luôn có xu hướng phản ứng với các sự kiện nghiêm trọng từ phía đối thủ. Ông Konev nêu rõ, đồng thời tiết lộ rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga cũng dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tập trận vào cuối tháng 10 này nhằm gửi đi tín hiệu phản ứng trước các hành động của NATO. Theo Reuters, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel vào đầu tháng 10, đã có suy đoán rằng Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran như Israel đã đe dọa từ lâu. Hàng tin TASS dẫn lời ông Ryabkov, Chúng tôi đã nhiều lần và tiếp tục cảnh báo để Israel không được cân nhắc về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Ông Ryabkov cảnh báo, đây sẽ là một diễn biến thảm khốc và phủ nhận hoàn toàn mọi nguyên tắc hiện có trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hạt nhân. Theo Reuters, Hiện không rõ Moscow đã chuẩn đạt thông điệp như thế tới Israel theo hình thức nào. Tuần trước, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô viên Trần Lào, ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, mặc dù căng thẳng gia tăng, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đơn vị giám sát chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Iran, vẫn chưa báo cáo bất kỳ dấu hiệu quân sự hóa nào trong chương trình hạt nhân của nước cộng hòa Hồi giáo này. Ông nói, ở hầu hết mọi quốc gia đều có các chính trị gia và nghị sĩ thường xuyên bày tỏ quan điểm mà không hề phản ánh chiến lược thực tế hoặc chính sách thực tế của chính phủ. Chúng tôi đã thấy điều này nhiều lần trước đây. Vì vậy, Ngoại trưởng Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng, nếu xảy ra bất kỳ kế hoạch hoặc mối đe dọa nào nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì đó thực sự sẽ là một hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Israel và các nước phương Tây lâu nay lo ngại rằng Iran đang phát triển bom hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, điều mà Tehran đã phủ nhận. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Israel sẽ lắng nghe Mỹ. Quốc gia cũng đã cảnh báo về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng sẽ quyết định hành động của mình theo lợi ích quốc gia, theo Reuters. Cũng trong tuyên bố trên, ông Netanyahu đã nói về chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, không phải những mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ. Theo tờ Politico đưa vừa mới đây, các quan chức chính phủ Anh cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper đang phản đối có lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là một nhóm khủng bố, mặc dù công đảng cầm quyền đã kêu gọi điều này khi còn là đảng đối lập. Được biết, IRGC bị Mỹ, Canada và Thụy Điển coi là một tổ chức khủng bố, ước tính có quân số khoảng 125.000 người. Một trong những lý do chính mà anh phản đối lệnh cấm IRGC là lo ngại về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, việc duy trì các kênh liên lạc trở nên cực kỳ quan trọng. Bộ trưởng nội vụ Cooper đã nêu rõ quan điểm rằng việc coi IRGC là khủng bố sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, có khả năng gây ra tình trạng trục xuất các nhà ngoại giao của hai nước. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và giảm khả năng của anh trong việc ảnh hưởng đến các quyết định chính trị của Iran. Các quan chức của chính phủ Anh cũng chỉ ra rằng việc cấm IRGC có thể không mang lại kết quả như mong muốn, mà còn có thể trao thêm quyền lực cho tổ chức này trong hệ thống chính trị của Iran. Chuyên gia Sana Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chatham House, chỉ ra rằng việc thực hiện lệnh cấm này có thể phản tác dụng, làm gia tăng sự ủng hộ cho IRGC trong nội bộ Iran. Trên cơ sở đó, chính phủ Anh hiện đang lựa chọn các biện pháp trừng phạt truyền thống hơn như đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh các thành viên cấp cao của IRGC nhằm duy trì quan hệ ngoại giao mà không làm gia tăng căng thẳng. Điều này cho thấy London đang tìm kiếm cách tiếp cận cân bằng, kết hợp giữa trừng phạt và đàm phán. Về nội bộ, chính phủ Anh đang phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía, một là từ các nghị sĩ công đảng và hai là từ các nghị sĩ đảng bảo thủ. Trong khi công đảng từng kêu gọi chỉ định IRGC là một nhóm khủng bố khi còn là đảng đối lập, hiện tại một số thành viên đã thay đổi quan điểm và cho rằng việc chỉ định này có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn. Ngược lại, các nghị sĩ đảng bảo thủ cứng rắn vẫn tiếp tục yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với Iran. Thay vì áp đặt lệnh cấm, chính phủ Anh tin rằng việc duy trì các kênh giao tiếp với Iran là cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp trong khu vực. Ông Antonio Giustozzi, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng An ninh RUSI có trụ sở tại London cho biết, những lệnh trừng phạt tiếp theo đối với các tổ chức của Iran về cơ bản chỉ là hành động mang tính hình thức, đặc biệt là nếu hầu hết các chính phủ châu Âu khác không làm theo. Theo hãng tin AFP, vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về vấn đề xung đột Trung Đông. Ông Arachi cảnh báo trong cuộc điện đàm, dù đang nỗ lực hết sức bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực, Iran vẫn hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết đoán và sẽ khiến Israel phải hối tiếc cho bất kỳ cuộc phiêu lưu nào. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iran cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng nguồn lực để chấm dứt tội ác và sự hung hăng của chế độ Israel và gửi viện trợ nhân đạo đến Liban và Gaza. Ngoài ra, ông Arachi điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean noël Trong cuộc gọi này, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh việc cần ngăn các cuộc tấn công của Tel Aviv tại Liban. Ông Arachi cảnh báo về bất kỳ cuộc phiêu lưu mới nào của Israel tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các trở ngại do Israel đặt ra cho hàng hóa cứu trợ. Phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Joab Galan trước đó cũng tuyên bố Tel Aviv sẽ tiến hành đòn đáp trả chết chóc, chính xác và khó lường. Truyền thông Mỹ đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Joe Biden rằng nước này sẽ chỉ tấn công mục tiêu quân sự ở Iran thay vì nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ-Israel đang xảy ra bất đồng khi Washington không muốn Tel Aviv tiếp tục leo thang căng thẳng ở cả Liban và giải Gaza. Israel cho biết đã lắng nghe ý kiến từ Mỹ với đòn tập kích đáp trả Iran nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia. Trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban, UNIFIL, cảnh báo về một cuộc xung đột khu vực thảm khốc khi quân đội Israel phải chiến đấu với cả Hezbollah Liban và Hamas giải Gaza trên cả hai mặt trận. Người phát ngôn Andrea Tenenti của UNIFIL cho rằng sự căng thẳng xung đột giữa Israel và Hezbollah có thể sớm trở thành một cuộc xung đột khu vực gây ra tác động thảm khốc cho tất cả mọi người, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không thể giải quyết được vấn đề. Nhận định với cổng phân tích thông tin news.az của Azerbaijan vừa qua, tiến sĩ khoa học chính trị Moses Becker cho rằng Liban với vị trí địa lý đặc biệt từ lâu đã trở thành một trung tâm chính trị quan trọng của khu vực Trung Đông, bất chấp quy mô nhỏ bé và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên. Theo tiến sĩ Becker, sự đan xen giữa lịch sử và địa lý luôn tạo nên sức hấp dẫn riêng và Liban là một minh chứng rõ rệt cho điều đó. Quốc gia này dù thiếu tài nguyên, sức mạnh quân sự và kinh tế khiêm tốn, lại nằm ở trung tâm của những tranh chấp quyền lực lớn trong khu vực. Vị trí địa lý chiến lược của Liban, giáp danh với Israel và Syria, cùng với các yếu tố nội bộ phức tạp, khiến quốc gia này luôn nằm trong tầm ngắm của các cường quốc khu vực và toàn cầu. Sự bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội đã đẩy Liban vào tình thế khó khăn, tạo ra những thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh khu vực. Do đó, ngay từ khi thành lập, Liban đã đối mặt với những khó khăn trong việc quản lý mối quan hệ phức tạp giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Tiến sĩ Baker lưu ý rằng Liban rất đa dạng về sắc tộc và tôn giáo, bao gồm các nhóm như người Hồi giáo Sunni, Shiite và các cộng đồng thiên chúa giáo. Hệ thống chính trị của Liban được xây dựng trên nguyên tắc khoảng cách sắc tộc, nơi các vị trí chính trị được phân chia theo tỷ lệ các nhóm tôn giáo. Tuy nhiên, hệ thống này đã bộc lộ nhiều điểm yếu, dẫn đến xung đột nội bộ và sự phân cực. Ngoài ra, Liban không chỉ là nơi diễn ra các mâu thuẫn nội bộ, mà còn là một nơi cho các cường quốc khu vực thể hiện Hezbollah không chỉ được Iran hỗ trợ về tài chính và quân sự, mà còn nhận được sự huấn luyện từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tạo ra một nhà nước trong nhà nước với sức mạnh quân sự vượt trội so với quân đội Liban. Iran đã tăng cường ảnh hưởng tại Liban thông qua Hezbollah, trong khi Ả Rập Xê Út và các quốc gia Ả Rập khác tìm cách khống chế Iran, mở rộng ảnh hưởng. Điều này đã làm tăng căng thẳng và phân cực trong chính trị Liban, khiến việc giải quyết các vấn đề nội bộ trở nên khó khăn hơn. Một yếu tố quan trọng khiến Liban trở thành điểm nóng của Trung Đông là đối đầu giữa Hezbollah và Israel với kho vũ khí khổng lồ gồm hơn 150.000 tên lửa và rocket, trong đó có nhiều tên lửa tầm xa. Hezbollah không ngừng tạo ra thách thức với Israel. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và hành động của Hezbollah nhằm ủng hộ Hamas đã dẫn đến các cuộc phản công dữ dội từ phía Israel, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Tiếp đó vào tháng trước, hơn 2.000 chỉ huy Hezbollah đã bị thương sau các vụ nổ thiết bị nhắn tin và bộ đàm. Israel đã làm gia tăng các hoạt động quân sự và lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã loại bỏ một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Với các cuộc không kích liên tục từ Israel và sự tổn thất lớn về lực lượng, Hezbollah hiện đang tìm cách thương lượng ngừng bắn để duy trì sức mạnh còn lại. Tuy nhiên, sự phân rã ở Liban có vẻ khó tránh khỏi. Tóm lại, Liban đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ mâu thuẫn nội bộ đến sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Với sự phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế và xã hội, Li bằng thực sự là một nút thắt khó gỡ trong địa chính trị Trung Đông. Người phát ngôn Beros Kamalvani của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, AEOI, vừa tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ và châu Âu nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện, JCPOA, hay còn được gọi là Thỏa thuận Hạt nhân năm 2015. Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Kamal Vandi nêu rõ, Tehran sẵn sàng khôi phục JCPOA, nhưng việc thực hiện đòi hỏi phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc. Iran đã ký JCPOA với các cường quốc thế giới vào tháng 7 năm 2015. Theo đó, Tehran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 5 năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran, khiến Tehran buộc phải từ bỏ một số cam kết hạt nhân theo thỏa thuận. Các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA được bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 tại thủ đô Viên của Áo. Mặc dù các bên liên quan đã trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng vẫn không đạt được đột phá đáng kể nào kể từ khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc vào tháng 8 năm 2022. Năm 2021, Iran đã cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA của Liên hợp quốc thay thế hệ thống camera tại một cơ sở hạt nhân ở thành phố Karat nhưng khẳng định sẽ không chia sẻ video giám sát với IAEA cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Cách đây không lâu, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, lãnh đạo tối cao Iran ông Khamenei cho rằng không có rào cản trong việc nối lại hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, ông lưu ý, chúng ta không cần đặt hy vọng vào đối phương hay chờ đợi sự chấp thuận của họ. Phát biểu này được xem là dấu hiệu cho phép chính phủ của Tổng thống Masoud Pezeshkian xóa bỏ các lần danh đỏ, tiến hành đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran. Ông Khamenei là người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chiến lược của Iran. Bình luận về tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa khẳng định nước này coi ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được giải pháp hiệu quả và bền vững liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Bộ trên nhấn mạnh, nếu muốn thể hiện sự nghiêm túc hoặc cách tiếp cận mới, Iran nên ngừng phát triển hạt nhân và bắt đầu tự nguyện hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea